tướng Chính phủ vừa phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, chương trình bậc đại học có thể rút ngắn thời gian đào tạo với mức tương đương từ 3 đến 5 năm so với từ 4 đến 6 năm như hiện nay. Điều này là phù hợp với khung đào tạo chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, khi áp dụng tại Việt Nam thì vẫn còn những băn khoăn. Hoàng Trâm Anh hiện là sinh viên khoa gia đình và công tác xã hội trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trâm Anh đã hoàn thành chương trình học của mình trong 3 năm rưỡi so với khung đào tạo là 4 năm. Theo sinh viên này, việc hoàn thành trước chương trình so với quy định không chỉ giúp tiết kiệm chi phí học tập, sinh hoạt, mà còn quan trọng hơn là giúp cho các bạn sinh viên được tiếp cận sớm với môi trường làm việc và tự trang bị thêm những kỹ năng cần thiết cho bản thân. Cái đầu ra của khoa em nhé thì là nó rất là hạn hẹp, và càng là những người đầu tiên hoàn thành xong chương trình học thì sẽ càng có cơ hội nhiều hơn so với các bạn. Việc ra trường sớm này sẽ giúp em là có thêm một cái khoảng thời gian để có thể trau dồi cái kinh nghiệm cho bản thân mình, và sẽ giúp ích cho công việc sau này. Thực tế, theo quy định hiện hành, thì thời gian đào tạo đại học tối thiểu là 4 năm, nhưng có rất nhiều sinh viên đã hoàn thành trước chương trình từ sớm. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng việc các trường có thể rút ngắn thời gian đào tạo xuống từ 3 đến 5 năm theo khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mới là hợp lý. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng biên độ từ 3 đến 5 năm cho thời gian đào tạo đại học là phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, khi rút ngắn thời gian đào tạo, thì chương trình, đặc biệt là cách quản lý đào tạo của các trường đại học cũng phải thay đổi rất căn bản và toàn diện. Để giảm thời gian đào tạo nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng là việc khó, đòi hỏi các trường phải rất thận trọng khi triển khai. Tức là vấn đề sửa chương trình đào tạo như thế nào đấy, thì lúc đấy là vấn đề rất quan trọng. Mà trong việc sửa chương trình thì nó chứ không chỉ đơn giản là môn học mà chúng ta phải xác định lại. Vậy thì trong 3 năm đấy cái kiến thức nào là cơ sở của ngành, cơ sở của nhóm ngành và khối kiến thức chuyên môn chuyên sâu đấy, và như vậy là đây là vấn đề rất lớn. Tôi cho rằng là từ cái khung chương trình quốc gia này đấy, và như tôi đã nói, thay đổi khung chương trình lại chỉ một vấn đề thôi. Khi đã có chương trình rồi lại phải quản lý đào tạo như thế nào. Tôi lấy ví dụ như là bằng kép hoặc song bằng này, đấy là cả vấn đề liên quan đến quy chế nữa. Thay đổi cái tổ chức quản lý đào tạo của mình sao cho nó thật sự là linh hoạt. Các cái điều kiện ràng buộc của các môn học nó cũng phải được tính toán một cách thật sự khoa học, thì sinh viên mới không bị cản trở bởi các cái điều kiện tiên quyết của các môn học. Các em mới có thể đưa ra một cái lịch học nó tối đa thời gian. Theo đại diện các trường, việc công bố chương trình đào tạo phải thực hiện ở thời điểm sinh viên nhập học và cần có thời gian xây dựng lại chương trình. Vì vậy, dù quyết định có hiệu lực từ cuối tháng 10, nhưng chỉ có thể áp dụng cho sinh viên khóa mới tuyển sinh vào năm 2017. Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có những quy định cụ thể rõ ràng hơn nữa để giúp các trường tránh được những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Khu vực chợ tạm có tổng cộng 1.446 sạp, nhưng nhiều sạp được trưng dụng.